Xin chào buổi sáng tất cả các bác. Hôm nay là thời tiết đang mưa các bác. Vừa đi lấy lá cọ về. Đây anh đổ sát cho em ở đây là được. Rồi, ok. Lá cọ này phải đi mua của bà con họ bán các bạn. Đổ đây là được anh ạ. Khoảng mấy chuyến nha anh nhỉ? Hai chuyến liệu có hết không? Hết mà. Anh cứ chở một chuyến cho em gửi tiền luôn nhá. Chờ được nhiều vết đấy chứ nhờ. Toàn lá to mà. Đây cọ rất to nha các bác nhá. Toàn cọ cao thôi. Mình lấy cái lá cọ to này lợp thì nó sẽ được lâu hơn, bền hơn. Anh ơi được rồi, để em kéo xuống là được rồi. Hôm nay anh Sự là tiếp tục xuống làm đây các bác. Đang làm móng để xây một cái bể ở đây. Bể sau đây để cho cá vào đây các bác. Hòn này chắc lắm à? Anh cố gắng bẩy hòn này ra được không? Mai là chắc là mấy anh em là giúp nhau khiêng hai hòn này ra bác. Hòn này chắc là thôi rồi nhỉ? Không đập ra được nhỉ? Hòn này to lắm. Anh Sự nhá, anh tính là này. Tí nào móng xây vuông thì đằng sau anh về đây cho em. Đấy, xây cao tầm khoảng hơn mét. Tầm mét 3 gì đấy, mét 4 gì đấy đó. Tầm này đi. Đấy. Em gọi hết vật liệu rồi, cát xi gạch rồi. Nào, thử xem nào. To bằng người ấy, nhờ, hòn này ấy. Được không, không tí bảo mấy anh em thợ mộc giúp. Dịch ra đến đây thôi. Mai khiêng ra sau. Cái này cũng không khiêng được đâu nhờ. Anh định xây bể ở đây thôi mà. Đây hai ba người đi khiêng được rồi. Không lật, lật sang bên này được mà nhỉ? Ờ, lật sang bên này anh đào móng đi. Để tí nữa vật liệu lên là xây luôn. Xây theo cái chân này. Mai mình láng xi ở trong. Kín hết đi. Không được à? Hôm qua mưa lại có lú rồi các bạn. Lũ rất to, nước về rất nhiều rồi. Nếu mà hòn này to không lên được phải không? Hòn này nó cắm sâu xuống rồi. Cắm sâu xuống cả? Nó cắm kiểu này đi vào trong. Không đào được à? Nếu mà không đào được thì tí anh phải đào ở đây xuống sâu sâu tí nhá. Đào
không được thì mình sẽ làm móng ở đây luôn. Cố lên, cố lên. Tí nữa, tí nữa. Nặng quá, nặng. Cái này phải khiêng tám nhờ. Nếu muốn lấy ra phải khiêng tám. Và sang bên này. Lùi ra bên này một tí đi, mai mình đặt gạch ở ngoài này mày. Okay, okay. Đặt gạch theo mép này. Yeah, yeah, yeah. Ra mép này là vào cái tường này luôn. Ừ. Vuông luôn. Tí nữa anh phải đào móng ở đây nhá. Đấy, chỗ xà beng này nhá. Đấy, anh đào móng sâu tí nhá. Thế nữa nếu mà vật liệu nó đến thì đào xong này thì chuyển vật liệu vào trước, chiều xây. Một mình anh thôi nhá. Một mình làm được không? Đấy, một mình cho xây cái bể này. Đừng hất vào trong nhá, có con chó đang để con ở trong ấy. Đấy, đào sâu sâu tí em. Trên khu vực tầng 2 thì anh em thợ mộc bắt đầu cám, hôm qua là cám hết rồi các bác. Nay bắt đầu lu với dung để phun lót. Bụi quá nhờ. Thế mai phải xịt lại một lần nhá. Lúc nào ấy xong xịt lại hết đèn đấy đi, bụi nó bám hết rồi. Lấy bình hơi xịt đây. Lúc nào sơn anh bảo mấy anh em xịt sạch đi nhá. Cả bên trên này. Cho bụi nó bay ra ngoài hết đi. Sau lúc mình sơn nó rơi xuống là nó bị ấy đấy. Bị sạn đấy. Máy lu các bác. Máy lu này để tạo độ phẳng này. Trà trong cái lu. Lưu trong cái dung.
Ước đang đi xem cá nhá. Để mua cá, mua về thả ao ở trên nhà hàng. Hôm nay là ở trong làng là ăn mùng 5 tháng 5 diệt sâu bọ. Nên là chiều nay là nhà nào cũng tháo ao các bác. Nghĩa là rút nước ao xuống để bắt cá. Đấy, đây có mấy con cá rất là to nhá. Ước đang xuống đây xem, hỏi xem là nhà có bán không. Ao này có con khoảng 8-9 cân. Vây đỏ rực đây, vào đây. Mấy bác đang làm bún này. Ao này gần nhà Ước luôn, nhà Ước bên kia. Ước ngô xuống này là nó nhảy lên ăn này. Nhìn trong cam thì nó bé thôi các bác, nhưng mà ngoài đời thật thì mấy con này to lắm. Này toàn trên 5 cân thôi. Hôm qua mưa to nên là nước nó hơi đục một tí. Đấy, con đỏ này cực khủng luôn. Có 3-4 con đỏ rực luôn các bác. Con này chắc con đực rồi. Ao nhà bác này phải có khoảng mấy trăm con, trên 5 cân. Cá này nuôi lâu lắm rồi các bác. Đấy, con đấy phải rơi vào khoảng 7-8 cân. Đây con này các bác. Nhà bác đang làm bún đây các bác đây. Bún làng đây. Đấy. Bún này lúc nào nó chín thì nó sẽ nổi lên nhá. Bún này thì quá đảm bảo rồi. Không hóa chất gì. Gạo thì nhà trồng. Bún tiếp theo đây các bác. Đấy, nhiều nơi thì chắc là bỏ hết rồi, không làm bún kiểu này rồi. Nhưng mà ở trong làng Ước thì vẫn giữ được cái phong tục gọi là làm bún cổ truyền đấy. Bún làng đây các bác. Này bún sợi to. Làm bún này phải đúng loại gạo nhá các bác nhá. Nếu mà mình lấy không đúng loại gạo thì nó sẽ bị nát. Làm bún nó không có, nó không thành sợi này. Hôm nay Thành làm nghề bún rồi. Hôm nữa chắc đổi nghề bán bún làng các bạn. Đấy, cho bác là chuyên cung cấp bún cho. Nếu hôm nữa nhà hàng có khả năng là thêm món bún làng này. Sau này có thể phục vụ ở trong nhà hàng. Khách đến ăn có thể thưởng thức món bún. Này,
Bác đang ép xuống rất là căng đấy các bạn. Dây cáp căng đét luôn. Được chưa nhỉ bác nhỉ? Cắt được chưa nhỉ? Đây, xong sao rồi mới cắt ngang đây bác. Làm bún này thì phải có kinh nghiệm nhá các bác. Nếu mà đun bếp to quá thì bún ra sẽ bị nát, nó không thành sợi. Cho lửa nó vừa vừa thôi, như mình nấu rượu thôi. Đến lúc nào nó nổi lên là chín, hoặc là vớt cái là lấy đi xả một lần nước sạch nữa là được. Đây, cái khuôn này nhà bác tự làm thủ công. Khuôn này là bình thường người ta làm là hay lấy cây mít làm. Cây mít thì nó sẽ bền hơn. Chiều nay chắc là nhà bác mới bắt cá. Trong làng hôm nay nhiều nhà lắm. Có lúc thì buổi sáng, có nhà thì bắt buổi sáng, có nhà thì bắt buổi chiều các bạn. Cái món cá nướng diệt sâu bọ. Còn đây là cái lá tím. Bác bảo là lá tím để đồ xôi ấy. Ở trong làng thì có lá tím này, lá xanh này, còn màu vàng thì làm bằng nghệ nhá. Bún chín ở đây các bác. Đấy, lấy cái vợt này vớt ra nhá. Vợt này là chuyên để vớt bún thôi nha các bác nhá, không phải vợt vớt bèo đâu. Siêu to luôn. Đảo cái nước sạch nha các bác, đây là nước nguồn đấy. Dẫn 7-8 cây nó về đến nhà cái nước nguồn này. Nước đảm bảo sạch luôn. Nước đầu nguồn. Đấy, sợi bún này các bác nhìn này. Dài trong rắc luôn. Bún sợi to. Tay làm một bát tô thì no luôn. Bún vịt làng thì thôi rồi. Chắc hôm nào phải mở thêm cả bún vịt làng các bác. Đây, xin mời các bác nha. Nếm luôn. Mày kia về nhà ước thì định ăn bún rồi. Sợi bún rất dai này. Không dùng hóa chất gì nhưng mà sợi bún nó vẫn dai này các bác nhỉ, như dây luôn. Vớt lên cái để ráo nước là được. Các bác ăn thì có thể trần qua một lượt nước nóng nữa các bác, xong mới chan canh. Các bác ăn thì có thể trần qua một lượt nước nóng nhá. Xong là cho canh vào đấy là gia vị vào và thưởng thức thôi. Bác bảo nếm một miếng nhá. Lại à. Xin bác 2 sợi nữa.
Thôi rồi, cháu thôi. Ăn thử thôi. Dạ. Bây giờ ước chạy lên trên để giúp anh Thắng bắt cá các bác. Ở trên cũng ở trong làng thôi. Anh Thắng vừa gọi cho. Hôm nay cùng với anh Thắng lên bắt cá ở trên nhà bác này. Bác tiền thể là tháo ao mùng 5 tháng 5. Bên này nhà bác cũng đang tháo ao đây. Cạn một tí nữa mới bắt các bác. Đấy thì ước cùng với anh Sư đã chuyển được hai lần rồi. Nên thả ao trên rồi. Chưa bắt được hả bác? Bác đang đợi nước rút để bắt cá đây. Ao nhà bác cũng nhiều cá khủng lắm các bác. Đấy, bơi. Đấy. Nước hơi đục qua mưa nên không nhìn thấy được. Đây, đây, đây. Đấy. Vầy đỏ rực luôn. Ao sắp cạn rồi các bác. Đi chỗ khác mà chơi. Đấy. Bây giờ nó nổi lên trên mặt nước rồi. Bác để nước xuống nên là nó mới lâu cạn thôi. Có mấy con to đây. Loại khoảng 5 cân là nhiều. 4-5 cân là nhiều. Sắp cạn rồi đấy nhờ bác nhờ. Tí nữa thôi. Tí nữa là lấy màn vét được rồi. Hôm nay ước bắt một con về để thả ao các bác. Bác bảo là bớt cho một con thôi. Bác bắt ăn mùng 5 tháng 5 diệt sâu bọ. Bắt 4 con. Nhà nhiều cá phải bắt nhiều con. Tối nay mời khách. Tối nay làm mấy mâm bác? 8 mâm mấy? 8 mâm cơ. Ai da. Hoành tráng đấy nhờ. Đấy. 8 mâm toàn anh em trong nhà thôi nhá. Con cháu về chơi thôi. Bởi vì là ở trong làng là hàng xóm nào như nhà nào cũng làm.
bác bảo còn có cả vịt nữa đây, vịt chanh có ở vườn này, không thiếu cái gì nha. Đó, bác nhìn chanh rau, nhà tự cung tự cấp đấy, vịt thì được, cứ thả ở ao này thôi. Tít. Này nhà bác là không làm bún thôi. Có nhà thì làm bún. Mà như lúc mà ngày to mà như lúc xem cá nào. Anh Dư chuẩn bị ấy nhá, tí em với bác lấy một con về ấy nuôi ở ao em ấy, thả một con, lấy một con để làm gỏi luôn, để ông làm gỏi. Không, không dám ăn đâu, cá này để nuôi thôi, để cho ông làm cảnh thôi. Là hôm nay là ăn mùng 5 tháng 5, mùng 5 tháng đấy, bắt một con to đẹp là 6 cân về thả ao làm cảnh. Bác bớt cho một con. Tí anh thử xem. Nhìn cái này thôi, nhiều lắm. Này này, vây nó lên này, anh Sư thấy không? Cái máy có cảnh là nó